Trong khi đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mới đây cảnh báo sẽ hủy diệt Israel nếu nước này cố gắng tấn công Iran một lần nữa. Nếu Israel tiếp tục phạm sai lầm và tấn công Iran, sẽ làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Israel sẽ không còn gì cả và cũng không rõ liệu Israel sẽ còn tồn tại hay không. RT trích lời Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói vào hôm 23 tháng 4 trong chuyến thăm Pakistan, đề cập căng thẳng gần đây giữa Iran và Israel. Ông cũng nói thêm rằng Tehran đã trừng phạt Israel vì vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, vi phạm mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế, thông qua cuộc tấn công lớn gần đây vào Israel. Tuy nhiên, phía Tel Aviv chưa bao giờ chính thức thừa nhận cuộc không kích ngày 1 tháng 4 vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 7 sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng. Vào hôm 19 tháng 4, Israel đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa có giới hạn nhằm vào nhiều địa điểm ở gần thành phố Isfahan của Iran. NBC News dẫn nguồn tin cho biết, trong cuộc tập kích này, Israel đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào Iran nhưng không gây ra thiệt hại lớn. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết không có thiệt hại từ cuộc tấn công của Israel. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB thông tin tại một số tỉnh của nước này cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Các cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan hoàn toàn an toàn. Trong chuyến thăm Pakistan, ông Raisi khẳng định Iran sẽ tiếp tục tự hào bảo vệ những người dân bị áp bức ở Palestine. Tổng thống Raisi cũng tố cáo Mỹ và toàn bộ phương Tây là những bên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, chỉ ra sự ủng hộ của họ đối với hành vi quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza. Đến nay, hơn 34.000 người Palestine ở khu vực này đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel. Trong khi đó, hiềm khích giữa Iran và Israel vẫn trùng trùng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vừa kêu gọi đưa Tel Aviv ra trước công lý do hành vi chiếm đoạt và áp bức. Theo Reuters, thông điệp trên được ông Raisi đưa ra trong chuyến thăm Sri Lanka. Tại đây, nhà lãnh đạo Iran gay gắt cáo buộc Israel đã hành xử tồi tệ, chiếm đất của người Palestine trong 75 năm. Trước hết, chúng ta phải trục xuất những kẻ lạm quyền. Thứ hai, phải buộc họ trả giá cho những gì đã gây ra. Và thứ ba, là đưa những kẻ chiếm đoạt và áp bức ra trước công lý, ông Raisi nhấn mạnh. Tổng thống Iran cũng đã khánh thành một dự án thủy điện ở Sri Lanka và khẳng định Tehran đã chứng minh rằng phương Tây không hề độc quyền về công nghệ. Các nước phương Tây đã cố thuyết phục những bên khác rằng họ độc quyền về kiến thức và công nghệ. Ông Raisi nói và cáo buộc ý tưởng này xuất phát từ tư tưởng thực dân và sự kiêu ngạo. Nhà lãnh đạo đồng thời cho biết Iran hiện có thể chia sẻ kiến thức với những nước khác và đang triển khai dự án ở 20 quốc gia. Ông Raisi là lãnh đạo Iran đầu tiên thăm Sri Lanka từ khi cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm quốc gia Nam Á này vào năm 2008. Theo các nguồn tin, Iran đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho các lực lượng chính phủ Syria trong hơn một thập kỷ nội chiến. Nhưng một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các chỉ huy của nước này trong những tháng gần đây đã khiến Iran phải định hình lại sự hiện diện của họ. Nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết, Iran đã rút lực lượng của mình khỏi miền nam Syria, bao gồm cả hai tỉnh Qunitra và Dara, gần với cao nguyên Golan do Israel nắm giữ, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện ở các vùng khác của đất nước. Những tháng gần đây đã chứng kiến một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Syria, đỉnh điểm là cuộc tấn công ngày 1 tháng 4, sang bằng một lãnh sự quán ở thủ đô Damascus và giết chết 7 người thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, trong đó có hai tướng lĩnh. Cuộc tấn công đó đã khiến Iran phát động cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trực tiếp đầu tiên nhắm vào Israel vào ngày 13 và 14 tháng 4, khiến căng thẳng khu vực leo thang. Israel sau đó đã đáp trả bằng cách tấn công tên lửa vào một đơn vị phòng không của Iran bên trong lãnh thổ nước này. Nhưng Iran đã bắt đầu rút nhân lực sau cuộc tấn công ngày 20 tháng 1, giết chết 5 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng ở Damascus, bao gồm cả giám đốc tình báo Syria và cấp phó của ông. Một tổ chức giám sát chiến tranh có trụ sở tại Anh, Đài quan sát nhân quyền Syria, cho biết lực lượng Iran đã rút khỏi Damascus và miền nam Syria. Người đứng đầu đài quan sát Rami Abdel Rahman nói rằng các chiến binh Liban và Iraq được Iran hậu thuẫn đã thay thế vị trí của họ. Iran đã nhiều lần nói rằng họ không có quân đội chiến đấu ở Syria, chỉ có các sĩ quan để hỗ trợ tư vấn và huấn luyện quân sự. Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc vào hôm 23 tháng 4 cảnh báo
Iran sẽ chỉ mất vài tuần để có đủ nguyên vật liệu làm giàu uranium để chế tạo bom hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh, hoạt động của Tehran cùng với việc hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân đã gây bất ngờ. Tuy nhiên, trong một báo cáo được công bố trên Deutsche Welle vào hôm 22 tháng 3, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Mariano Grossi lưu ý rằng việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran là điều không nên làm. Ông Grossi nhấn mạnh, Iran chỉ còn vài tuần, không phải vài tháng, để có đủ uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Iran đã hoặc sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian đó. Việc sản xuất một đầu đạn hạt nhân đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau, độc lập với quá trình sản xuất vật liệu phân hạch. Ông khẳng định rằng, mục tiêu hạt nhân của Iran chỉ là một suy đoán, nhưng chỉ trích nước này vì hoạt động làm giàu uranium gây nên sự lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, quan chức Liên Hiệp Quốc còn cho rằng vẫn còn những thách thức chưa thể giải quyết liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm việc phát hiện uranium đã được làm giàu tại những địa điểm không thể đoán định. Ông Grossi lưu ý, một phái đoàn IAEA sẽ sớm có mặt tại Iran trong thời gian tới. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Jun Jong-ho đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Iran, đánh dấu một phần nỗ lực vun đắp quan hệ ngoại giao của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, ông Jun cùng phái đoàn đã rời Triều Tiên vào ngày 23 tháng 4. Triều Tiên và Iran đều có quan hệ chặt chẽ với Nga và bất hòa với Mỹ. Kể từ đợt dịch COVID-19, không có báo cáo nào về chuyến thăm cấp cao của quan chức hai nước. Lần gần nhất là chuyến thăm Tehran của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, diễn ra vào tháng 8 năm 2019. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên và Iran đã hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tên lửa từ năm 1980. Iran được cho là đang đi đầu trong công nghệ nhiên liệu rắn. Giới quan sát quan ngại rằng Bình Nhưỡng và Tehran đang hợp tác về những mảng như tên lửa siêu thanh. Từ khi kết thúc đại dịch, Triều Tiên tăng cường quan hệ ngoại giao với nhiều nước thân thiện, đáng chú ý nhất là Nga. Năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-un hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin, đôi bên đồng ý thúc đẩy hợp tác quân sự. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui cũng đến Moscow. Phái đoàn cấp cao về nông nghiệp của Bình Nhưỡng cũng thăm Nga hồi tháng 2 năm nay. Đáp lại, Nga cử các quan chức cấp cao tới thăm Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng đang tăng cường quan hệ với các quốc gia khác có quan hệ chặt chẽ với Moscow. Trong tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus đã đến Triều Tiên. Theo Nikkei Asia, chuyến thăm của Bộ trưởng Jun cũng có thể được xem là một phần nỗ lực ngoại giao của Triều Tiên. Trong đó, Nga đóng vai trò cầu nối. Triều Tiên cũng có thể đang dùng quan hệ với Nga làm đòn bẩy để làm sâu sắc thêm quan hệ với Trung Quốc, Nikkei Asia nhận định. Ở diễn biến khác, Mỹ và Nga dự kiến sẽ đối mặt tại Liên Hợp Quốc trong hôm nay, 24 tháng 4, khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu nghị quyết kêu gọi các nước không chạy đua vũ trang không gian. Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết, Nga dự kiến sẽ chặn nghị quyết này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Yamayaki Yayuyuki ra tuyên bố chung rằng họ đã đàm phán với các thành viên Hội đồng Bảo an về văn bản dự thảo trong 6 tuần qua. Văn bản khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia phải tuân thủ hiệp ước ngoài không gian và kêu gọi các nước đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng không gian một cách hòa bình và ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Hiệp ước ngoài không gian năm 1967 cấm các bên ký kết, trong đó có Nga và Mỹ, đặt vào quỹ đạo quanh trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy Liên Hợp Quốc bỏ phiếu sửa đổi hiệp ước này, trong đó có thể đưa ra đề xuất năm 2008 của hai nước này về việc bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian và các mối đe dọa hoặc đang sử dụng vũ lực chống lại các vật thể ngoài không gian. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng bởi mỗi sửa đổi và dự thảo nghị quyết đều yêu cầu ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh hoặc Pháp để được thông qua. Nếu không có sự sửa đổi của chúng tôi dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua vào tháng 12 năm 2023, văn bản do Mỹ đưa ra sẽ không cân bằng, có hại và bị chính trị hóa. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói,
Ông Polyansky cho biết, tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này phải được xem xét bởi toàn bộ thành viên của các quốc gia thành viên của hiệp ước nói trên, chứ không phải chỉ bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an. Một số nguồn tin cho biết, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể chế tạo bom hạt nhân đặt trên không gian mà nếu phát nổ sẽ tạo ra bức xạ điện làm vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng của Mỹ John Kirby, Nga vẫn chưa triển khai loại vũ khí như vậy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 năm 2024 cho biết Moscow phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.